Bản tin sáng ngày 30 tháng 7 Kính chào quý vị, khỏe tự nhiên xin chúc quý vị một ngày mới an lành. Kính mời quý vị theo dõi bản tin sáng ngày 30 tháng 7. Bản tin gồm có những nội dung chính sau đây. Tin Thế Giới Virus Corona có thể lần tránh một số phương pháp điều trị. Cổ trấn 3.000 năm tuổi ở Trung Quốc bị lũ mùa vây. Hệ thống bệnh viện Hồng Kông có nguy cơ sụp đổ. Philippines nhượng bộ trước Bắc Kinh về vấn đề Biển Đông. Tin tại Việt Nam 7 bệnh nhân Covid-19 chuyển nặng, hai người phải chạy ECMO Hà Nội yêu cầu xét nghiệm 21.000 người về từ Đà Nẵng Nữ bệnh nhân Covid-19 trốn khỏi bệnh viện, thành phố Hồ Chí Minh cách ly 50 hộ dân Sau đây là thông tin chi tiết Tình hình dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán vẫn đang là tâm điểm thu hút sự chú ý của toàn cầu dịch bệnh thêm phần phức tạp vì chủng virus corona này đang có vẻ biến hóa khác thường. Một nghiên cứu mới đây đã khẳng định lại điều này khi phát hiện ra virus corona có thể lần tránh một số phương pháp điều trị. Các nhà nghiên cứu tại New York, Hoa Kỳ đã thấy virus này có khả năng trở nên vô hình và có thể trốn thoát khỏi các kháng thể vốn diệt được các mầm bệnh. Do vậy, vaccine phải tấn công virus theo những cách khác nhau, để nếu mầm bệnh trốn thoát khỏi cửa gác này thì sẽ có một quan này khác chờ ngay sau đó. Tiếp theo là tin liên quan đến Covid-19 tại châu Úc. Chính phủ Úc hôm ngày 29 tháng 7 đã phải huy động các nhân viên quân sự trong công tác ngăn chặn dịch bệnh. Một đội phản ứng y tế khẩn cấp và hơn 1.400 nhân viên quân sự đã được triển khai để chăm sóc người cao tuổi, gồm cả việc truy vết Covid-19 tại những viện dưỡng lão ở Melbourne. Còn tại Victoria, Thủ hiến bang ông Daniel Andrew cũng cho biết hiện các viện dưỡng lão đang là một trong những điểm nóng của Covid-19 tại bang với hơn 804 ca nhiễm. Tiếp theo là tin tại châu Á. Cổ trấn 3.000 năm tuổi ở Trung Quốc đã bị lũ bùa vây. Theo The Stream News, hôm ngày 29 tháng 7, thị trấn cổ Trá Cao, gần 3.000 năm tuổi, thuộc thành phố Sao Hồ, tỉnh An Huy, đã bị ngập trong nước lũ nhiều ngày nay. Có nơi nước ngập sâu tới 2 mét, buộc chính quyền phải sơ tán hơn 14.000 dân. Mưa lớn kéo dài khiến nước sông Trá Cao dâng cao từ ngày 19 tháng 7, gây ngập lụt khắp các tuyến phố của thị trấn cổ. Sở quản lý khẩn cấp tỉnh An Huy cảnh báo từ ngày 27 tháng 7, tỉnh tiếp tục hứng chịu mưa lớn, nước sông Trường Giang và các con sông trong tỉnh tiếp tục dâng cao, đe dọa vỡ đê. Tiếp theo là tin tức tại Hồng Kông, hệ thống bệnh viện Hồng Kông có nguy cơ sụp đổ, lý do là các bệnh viện tại đây đang phải chống chọi với số ca nhiễm virus corona tăng vọt. Đặc khu trưởng Bạc Lam nói, Hồng Kông đang trên bờ vực của đợt bùng phát dịch diện rộng trong cộng đồng. Điều này có thể dẫn tới sụp đổ hệ thống bệnh viện và gây tử vong, đặc biệt là người già. Hồng Kông đã xác nhận thêm 118 ca nhiễm hôm qua và đã có ca tử vong thứ 24. Gần đây, chính quyền đặc khu Hồng Kông đã tăng cường các biện pháp nghiêm ngặt hơn trước do lo ngại nguy cơ bùng phát làn sóng lây nhiễm đợt 3. Quy định mới bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang tại các địa điểm công cộng kể từ ngày 29 tháng 7, nếu không sẽ có thể bị phạt tới 5.000 đô la Hồng Kông, tương đương với 645 đô la Mỹ. Theo SCMB, cảnh sát khu thượng thủy phía Bắc Hồng Kông vào hôm ngày 28 tháng 7 đã phải xịt hơi cay vào một người phụ nữ 55 tuổi do người này từ chối đeo khẩu trang và tấn công một sĩ quan. Philippines nhượng bộ trước Bắc Kinh về vấn đề Biển Đông Tổng thống Philippines, ông Rodrigo Duterte hôm thứ Hai ngày 27 tháng 7, thừa nhận rằng ông không thể làm gì để chống lại âm mưu bành trướng lãnh thổ của Bắc Kinh ở Biển Đông, vì sẽ không thể đấu lại được Trung Quốc nếu xảy ra một cuộc chiến trên biển. Ông Duterte cho rằng đất nước nên hạ nhiệt và xử lý tình hình bằng các nỗ lực ngoại giao. Ông nói thêm, các tàu chiến của đất nước sẽ bị đánh bại bởi các tên lửa hành trình của Trung Quốc trước khi chúng ra khơi. Tuy phát ngôn là vậy, nhưng trên thực tế, Philippines vẫn thường tham gia các cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ trên Biển Đông. Tin tức tại Việt Nam 7 bệnh nhân Covid-19 chuyển nặng, hai người phải chạy ECMO theo báo Tuổi trẻ đưa tin, trong số 34 bệnh nhân mới ghi nhận từ ngày 25 tháng 7 đến nay, hiện có 7 bệnh nhân có diễn biến nặng, cùng các bệnh nhân 416, 418, 431, 437 điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân 436, 438 điều trị tại bệnh viện Trung ương Huế và bệnh nhân 433 điều trị tại bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Những ngày trước, bệnh nhân 416 và 418 là nặng nhất, nhưng hiện nay bệnh nhân nặng nhất là bệnh nhân 437 mới được xác định dương tính ngày 28 tháng 7. Ngày 29 tháng 7, bệnh nhân này bắt đầu được các bác sĩ chỉ định sử dụng ECMO là phương pháp trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể để hỗ trợ tuần hoàn và hô hấp. Đây là bệnh nhân thứ hai cùng bệnh nhân 416 đang phải chạy ECMO. Hà Nội yêu cầu xét nghiệm hơn 21.000 người về từ Đà Nẵng. Theo VN Express, thành phố Hà Nội ghi nhận trên 21.000 người từ Đà Nẵng về, trong đó có 87 trường hợp có biểu hiện ho, sốt và phải lấy mẫu xét nghiệm. Chủ tịch thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Trung yêu cầu tạm thời dừng các hoạt động hội trợ, xúc tiến cung cầu, lễ hội, quán bar từ tối ngày 29 tháng 7. Ông Trung cho biết Hà Nội đã thống nhất ra soát toàn bộ người có mặt tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Huế và miền Trung vừa trở về Hà Nội trong thời gian qua. Những người có mặt ở 8 địa điểm, trong đó có 3 bệnh viện, nơi ở của bệnh nhân COVID-19 sẽ đều được xét nghiệm. Ngoài bệnh nhân 447 được ghi nhận chiều tối ngày 29 tháng 7, hiện Hà Nội có ca nghi ngờ thứ hai cũng từ Đà Nẵng trở về là nam, 76 tuổi, trú đường Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ. Nhiều bệnh nhân COVID-19 trốn khỏi bệnh viện, thành phố Hồ Chí Minh cách ly 50 hộ dân. Tối ngày 29 tháng 7, ông Nguyễn Trì Dũng, giám đốc CDC thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về trường hợp bệnh nhân 450 đã có thời gian rời khỏi bệnh viện quốc tế City bệnh nhân 450 và bệnh viện chăm sóc bệnh nhân 449, sau đó xuất hiện triệu chứng bệnh nên bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Khi bệnh viện chưa kịp cách ly thì bệnh nhân 450 đã tìm cách rời khỏi và tắt điện thoại. Sau khi lực lượng công an vào cuộc mới tìm ra người phụ nữ này. Và khi được thông báo là nghi nhiễm COVID-19 thì người phụ nữ này tự giác đến bệnh viện nhiệt đới thành phố để điều trị. Thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày 29 tháng 7 đã phong tỏa khoảng 100 m con hẻm đường Hoàng Ngân, phường 16, quận 8, cách ly khoảng 50 hộ dân vì liên quan đến bệnh nhân 450 đến từ Đà Nẵng. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin sáng nay của Khoe Tự nhiên. Kính thưa quý vị, với những diễn biến phức tạp của đại dịch viêm phổi Vũ Hán, Khoe Tự nhiên mong rằng mỗi người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc tuân thủ các quá trình điều trị, cách ly hay phòng bệnh từ các cơ quan chức năng đưa ra. Quý vị hãy nhớ đeo khẩu trang đúng cách khi đi ra ngoài, rửa tay đúng cách và tránh tập trung nơi đông người trong thời điểm này quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi các vấn đề tin tức trong và ngoài nước cùng những kiến thức về chăm sóc sức khỏe của khỏe tự nhiên. Một lần nữa chúc quý vị ngày mới tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.